Ê cô Hân, đây là năm đơn bộ nội công của Hồng Gia Quyền. Hy vọng mày học được mấy chiêu này để ăn nhậu mạnh khỏe hơn, ok? Điều căn bản cần phải nhớ, năm đơn bộ nội công tập trung chủ yếu vào di chuyển của tất cả các xương trong người. Thứ nhất, ngón tay, thứ hai, cổ tay, thứ ba, cùi chỏ, thứ tư, cầu vai, thứ năm, eo, thứ sáu, đầu gối, và thứ bảy, cổ chân. Thứ nhất, thu ngón tay vào từ ngón út trở lên. One. Cùi chỏ rất đơn giản. Vai lên xuống, lên xuống, bên hông vai ra thu vào, đẩy ra thu vào, đẩy ra lên xuống, eo chân quay 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 để hai chân khép vào, chuẩn bị mở ra 45 độ, 45 độ một lần, 45 độ hai lần, and open, mở đầu gối ra để siết hông lại, and ngồi xuống. Đơn nội công số 1. Mở ngón tay, mở rộng ra, đẩy lên, di chuyển ra phía trước, thu bả vai vào, đẩy ra. Đơn nội công số 2. Hai tay siết vào phía trước, tay này nâng lên, đẩy ra bên hông, nhìn theo giữ thẳng, mở bàn tay lên, shoulder sẽ mở ra theo, thu vào phía trước, xiết cầu vai lại, xiết bả vai lại, và đây làm the same, mở vai thu vào, mở ra thu vào, mở ra thu vào, mở ra thu vào. Nên nhớ bả vai lúc nào cũng phải trầm xuống, không được thả lỏng như vậy, hãy chăm sóc.
Đơn nội công số 3. Của chỏ nằm phía trên của bàn tay kia. Bả vai lúc nào cũng không được thả lỏng, phải chầm xuống. Bắt đầu chuyển rồi quay hông, chuyển quay hông để cùi chỏ ra phía trước, chuyển quay hông 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 cùi chỏ ra phía trước. Làm từ từ, không được nhanh. Đơn nội công số 4. Ngón tay mở ra thả lỏng, đẩy ra, siết lại. Đặc biệt trong đơn nội công này, làm nhanh hơn tất cả những đơn nội công khác. Bắp vai phải chầm xuống. Đơn nội công số 5. Đơn nội công số 5, tập eo, tập bên hông nhiều hơn. Mình sẽ làm từ từ. Mở tay ra, cổ tay này trên cổ tay kia, nhìn bên hông, di chuyển tay như thế này, thu lại, đẩy ra, shoulder đẩy ra, thu shoulder lại. Di chuyển nhìn bên này, chuyển tay lại, cổ tay lúc nào cũng giữ chặt với nhau, đẩy ra, thu lại, khi quen rồi có thể làm nhanh. Eo di chuyển nhanh hơn bình thường. Yeah, bộ nội công số 1. Bộ nội công gọi là bộ nội công vì nó bao gồm tất cả đơn nội công chung đi chung với nhau. So, đơn giản, bắt đầu từ giống như đơn nội công số 1. Tôi vào, đẩy ra, đẩy shoulder ra, đá vai ra, thu vào. Chầm bả vai xuống, xuống tân rất là thấp, shoulder thu, mở shoulder ra, kéo lên, mở cùi chỏ ra, đẩy lên,
thắng lại. Cô chở đi chứ, đẩy ra đằng sau. Chuyển shoulder. Cô chở, shoulder, bả vai. Cô chở, bả vai. Cô chở, bả vai. Cô chở, bả vai. Lần nữa.